Dạ hôm nay mình có một chiếc xe bus, họ đổ quá nhiều về cái ATF, nghĩa là Automatic Transmission Fluid. Okay. Mình sẽ dùng một cái sáng kiến là mình dùng cái thu này, dường như mình có đã giới thiệu với bạn ở nhà, mình dùng cho cái xe của mình, đó là xe Tacoma. Đây mình sẽ mua cái ống này ở ngoài ngoài lô. Đây là cái ống này. Ok. Cái này nó 20 feet luôn. Dạ vâng. Mình có hai loại ống, một loại ống nhỏ như thế này, mình bị mất cái label rồi. Cái là ống này. Mình bơm lưng chừng ở đây, mình có giới thiệu ba người bạn của mình. Thì mình vô trong đây thì cái này nó là transmission ha. Dạ đây thì đây là cái này nó là transmission static only. Ok. Oh, cái này mình thấy nó là static only ha. Fluid. Ok. Vậy thì mình như thế này là bây giờ mình sẽ bóp cái này. Mình sẽ bóp cái này ha. Bây giờ mình có thể dùng cái này, cái tay cái này. Bây giờ mình bóp cho nó lên. Ok, bây giờ nó chạy lên ha. Đó, bây giờ nó chạy lên. Ok. Cái này đường ống nó chạy vô, đường ống chạy lên chạy vô. Thì mình sẽ bơm cho nó lên như là cái mức này. Bây giờ mình bơm cho nó lên khoảng có chừng 4 volt. Nó vẫn có đầy lắm, nhưng mà mình sẽ bơm cho nó thật là đầy lên. Dạ đây, mình sẽ bơm rất là chậm. Ở đây thì đây là cái power ha, power đang chạy ha. Mình để qua drill. Đây mình để qua drill là số 2. Ok. Dạ đây, bây giờ mình đang bơm nó lên. Thì mình có thể để cho nó từ từ lên trên cái transmission nó level ở trên cái transmission pan để nó lên. Thì mình đo rồi nó đầy quá, không biết là họ sơ ý như thế nào. Nhưng mà cái người đó thì họ không có ở đây nữa. Bây giờ họ giao cho mình thì mình phải có trách nhiệm là mình phải lấy nó xuống. Hiện tại bây giờ thì mình không có cái lift, nghĩa là không có cái đồ, không có cẩu lên. Cái lift nó bị hư rồi. Bây giờ mình chạy qua cái pit thì cái transmission này nó nóng quá. Transmission fluid này nó nóng quá. Nhưng mình thấy ở đây thì ở bên này nó đầy hết rồi, không có chỗ trống cho mình. Cái lift này nó bị hư rồi, cái cẩu này bị hư rồi. Bây giờ mình nhìn xuống mé dưới này thì mình thấy rằng là nó đầy hết trơn rồi. Very full. Thì bây giờ mình phải làm cách này, bởi vì không có cẩu lên, mình không có xả được ở dưới cái oil pan được, không có xả được với cái transmission oil pan được. Bây giờ mình lên như này, mình bấm như này ha. Như chỗ này nó vẫn chạy ha, vẫn chạy. Ok. Mình cố gắng mình bơm cho nó lên một chút xíu là bởi vì mình đo cái dipstick á, cái gọi là cái đầu đo đó thì nó vẫn còn đầy lắm. Thì mình để một chút xíu, mình coi cái ống này nó có xuống bo nào không. Không hiểu tại sao mà nó lại đầy quá, mình thấy đầy quá đi. Bây giờ mình bơm nó lên lại nha. Đó là đây là một cái công thức mình quay ở trong đây. Nếu mà bạn nào ở cái shop riêng tư của mình á thì mình có thể chế được cái này. Nó lấy ở cho cái hộp số của Galen. Mình quên đâu. Do you like it? You like it? This is engineer fam. I did that. We cannot find this tool no more because it's come from the transmission. It's like a speedometer with that gear right here. So I've been have this like about 15 years just to save it and show it to you. Because you're very special. Yeah. That's all right, man. Yeah. So why are you taking the transmission oil out? Because it's over full. Somebody did the RPM and then it was shipped and then they keep on adding on one quart and it overflowed and they tried to diagnose it and it way overflowed and the transmission still slippery. Now if you look over here, it say Santec
synthetic only. You see that? Now we might use the wrong transmission fluid. That's why it messed up, because this one and the old bus it don't have that tag. Remember? So this is used a synthetic. Synthetic is very thin and high pressure. So that may be the reason why. What is that, a drill? Yeah, it's a drill. It could go reverse. It could go reverse. See, look what this is gonna suck back there and push it in there. If you need to put it in there, no. It might have to lift it up. I believe. So it's going, if it go reverse and it's gonna suck back there and go and push it in. Yeah, man. You fucking lying, man. Yeah, bro. Look, gotta go over here. No, that's a reverse. Put it backward. Yeah. See, that's fire, man. You see that thing like that coming out? See that? Yeah. That's fire. See, where you fucking get that valve from? That's from the transmission, the speedometer. So you put that up on the side? Don't you say you put that on the side? Yeah, you cannot find no more. It's like a gear. It's like a gear, right? And if you can go reverse, put it in reverse and it sucks right in. Put it in reverse and it's gonna take that. You wanna try that reverse? There we go. Suck it back out there? Yeah, suck that back and push it in there. You gotta put it back in there? No, don't we have to, but if you wanna try, it go both ways. I just want to get fire, a little bit. That's fire, man. So where do you get this from? It's long ago, like about 15,000. They don't make that transmission no more. It's come from Galang, Mitsubishi. Yeah, I have it long ago. I have to go to Yongja, which is a transmission tramway in Manhattan. I used to work there, take the transmission out, and they have it over there. And I asked the guy, because they couldn't rebuild it. So the transmission is trapped. So I got the speedometer. One of my friends. The speedometer? Yeah, the speedometer. Because it got a gear right there. You see the gear right there? Yeah, right here. Yeah, the gear right there is count. Damn, so why do you want it from? So you need a transmission speedometer, that's what you need? Yeah, if you could what they call? What they call? You got that off? That's a Galan, Mitsubishi Galan. Mitsubishi Galan? Yeah. That's the old Mitsubishi. Yeah, a front wheel. All right, như vậy là mình đã thành công rồi thì xin chào các bạn, xin chào. Yeah, bro. Anytime. Dạ vâng, chúng tôi tới đây để chúng tôi có thể truyền đạt lại. Và miễn phí xin nói với các bạn là các bạn không cần phải chúng tôi tự thú và tự truyền lại cho bạn. Như mình nhớ đến ngày xưa ở Việt Nam ấy, thì họ bắt cóc một người tài để mà họ tra tấn và họ truyền lại cho một cái công thức. Thì đây thì mình không cần phải bắt cóc nữa, mình không cần phải đến để mà xin nữa, thì chúng tôi tự nguyện để mà truyền lại cho các bạn, và xin các bạn hãy đến với chúng tôi với những cái sáng kiến mới. Và đây mình thấy rất là rõ, đây là 1528. Đây các bạn, Joseph Phạm. Bây giờ mình qua bên này là đây, Joseph Phạm, number one smooth operator, 5-time winner. Dạ, chúng tôi không có đến với các bạn để mà làm cho các bạn thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ thay đổi để giúp các bạn. Vì chúng tôi đã là một người đây là smart drive top performance. Và đây certificate of recommendation.
Dạ xin chúc các bạn bình an.